Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật mã ICCID của phiên bản 7 SIM ghép. Hôm nay đã là ngày 22 tháng 3 năm 2018. mã ICCID đã được cập nhật và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Máy của mình hiện tại là máy iPhone 6S Plus và SIM là loại GPP. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật lên bản quốc tế. Đầu tiên các bạn vào phần cài đặt các bạn chọn phần điện thoại Kéo xuống dưới chọn ứng dụng của SIM Các bạn chọn mục số 3 là Input Activation ICC ID Ở đây nó sẽ yêu cầu nhập 20 cái mã số ICC ID Các bạn có thể search trên Google là sẽ ra ngay các cái mã số đấy Và mình đã copy và từ trên mạng rồi Bây giờ mình sẽ paste vào đây Đây là mã ICC ID Sau đó các bạn ấn Send Uh, nó sẽ hiện ra phần uh, Select Mode Thì uh, các bạn uh, Chọn uh, mục số 4 là 3G, 4G, Sharp Mode uh, Setup OK, Restart your iPhone Now uh, Các bạn ấn uh, uh, Khi khi bảo Restart thì các bạn sẽ uh, Tháo SIM ra Xong rồi lại lắp vào và ấn Restart Này. Để nó sẽ mang, mang ra màn hình exit. Uh, Và bây giờ mình sẽ ấn hoàn tất coi. tức là máy sẽ sẽ phải mất một lúc để kích hoạt lại. Sau khi kích hoạt xong thì uh, máy sẽ có thể lên uh, phiên bản quốc tế. Bây giờ máy đã bắt nhập mật khẩu. Bây giờ mình mình sẽ nhập mật khẩu. sau khi đăng nhập mà mật khẩu Apple ID thì mình đã vào màn hình chính và như vậy là sim ghép đã hoàn thành. bây giờ là các bạn ở việc cập nhật sim ghép đã hoàn thành và đây là phiên bản quốc tế. cảm ơn các bạn đã theo dõi. với bất kỳ phiên bản nào khác thì các bạn cũng đều làm theo hướng dẫn mà mình vừa giới thiệu. đây là sim ghép GPP